Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị lần thứ 16 với nhiều nội dung quan trọng. Bàn giải pháp liên kết tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Chủ trương đưa học sinh cuối cấp từ điểm trường lẻ ra trường chính, những mô hình hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay ngày 7 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đã khai mạc hội nghị lần thứ 16. Tại phiên làm việc buổi chiều, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 tiếp tục thảo luận tại hội trường cùng một số nội dung quan trọng. Đánh giá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho thấy, năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đã chỉ đạo điều chỉnh tăng một số mục tiêu để phấn đấu, nhất là thu ngân sách nhà nước. Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh sai phạm. Trong đó, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nghị quyết số 14 của tỉnh ủy ở mức độ khá cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 10,23%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Kết thúc năm 2018, tỉnh hoàn thành 27 trên 27 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đã có 70% chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, trong phần lớn thời gian thảo luận, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đã phát biểu làm rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, các đại biểu cho rằng việc bố trí nguồn lực đầu tư chậm đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai các mục tiêu kinh tế xã hội. Mặc dù công tác quy hoạch và chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt, nhưng sản xuất nông nghiệp còn phân tán, quy mô sản xuất chưa xứng với tiềm năng. Một số mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân tính bền vững chưa cao. Việc đầu tư phát triển, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm. Vốn cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng, chính sách đền bù, sắp xếp tái định cư của một số dự án vẫn còn vướng mắc, gây bức xúc trong nhân dân. Cùng với đó, các đại biểu cũng quan tâm tới công tác cải cách hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Dù hoạt động cải cách hành chính đã có sự chuyển biến tích cực, nhưng hiện nay công tác cán bộ của nhiều đơn vị địa phương đang có vấn đề. Đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân hoặc giải quyết các lĩnh vực có nhiều vấn đề phức tạp như địa chính, đất đai. Chính vì vậy, các đại biểu đề nghị các cấp, các ngành cần làm tốt công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc việc kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2018. Trong đó khẳng định các nhiệm vụ của địa phương đã được thực hiện tốt, một số chỉ tiêu đến thời điểm hiện nay đã đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15. Tỉnh đã có sự chủ động trong làm việc với chính phủ, các cơ quan trung ương, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của cả nước, chỉ đạo kịp thời trong xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, qua đó không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng nổi cộm. Tăng trưởng kinh tế đạt mức ấn tượng là 10,23%. Các chỉ số về 3 trụ cột phát triển kinh tế của địa phương, đó là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đều có sự tăng cao, khẳng định tính bền vững của kinh tế địa phương. Cải cách hành chính. Năm 2018, chúng Ủy ban nhân dân đưa ra cái chủ đề đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao cái đạo đức công vụ, và năm 2019 chắc chắn vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh những việc này. Trong cái cải cách hành chính thì tập trung vào cái thủ tục và cái tài chính công gắn với tự chủ tài chính, gắn với đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm của cán bộ công chức. Tất cả chúng ta là con người cả. Tất cả con người khó đến mấy mà chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta làm hết trách nhiệm thì chúng ta sẽ hoàn thành được. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định,
Năm 2018, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Để có được kết quả khả quan như vậy, cho thấy trong năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quyết liệt, sâu sắc, trúng, đúng, sự chủ động tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đây là yếu tố mang tính quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cũng có thể thấy hiện nay vẫn còn bộc lộ một số vấn đề khó khăn hạn chế. Vì vậy, trong năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương cần có biện pháp khắc phục sớm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Làm tốt công tác dự báo tình hình để từ đó có biện pháp ứng phó với sự thay đổi của nền kinh tế thế giới, đất nước, tránh gây ảnh hưởng tới tiến độ phát triển của địa phương. Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện đề án phát triển tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 để báo cáo Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với tỉnh ủy, thế rồi các đảng bộ trực thuộc, đề nghị các đồng chí đề ra các giải pháp để khắc phục có hiệu quả những hạn chế tồn tại trong cái năm vừa qua. Thế rồi đẩy nhanh các cái công việc mà còn chậm. Thế rồi tập trung triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 20-25. Nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoạt động của các cái tổ chức đảng, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, rồi đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục có một bước mạnh mẽ hơn nữa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, sáp nhập tổ chức, bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đổi mới phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã từ năm 2016 đến năm 2018, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 về phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Trong những năm qua, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng tăng về số lượng và từng bước đi vào hoạt động nền nếp. Đặc biệt, năm 2018, phát triển mô hình tổ hợp tác ước đạt 8.458 tổ nhóm, trong đó nhóm sở thích tham gia các tiểu dự án sinh kế, dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai đạt 2.834 nhóm. Qua đó đã thúc đẩy sản xuất trên địa bàn phát triển, tận dụng được nguồn lực về đất đai, nguyên liệu, vốn, lao động tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho các hộ thành viên. Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 18 ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 về phát triển Hợp tác xã tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2018, định hướng đến năm 2025. Qua đánh giá cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện đang mất cân đối về các loại hình hợp tác xã, mới tập trung chủ yếu phát triển các loại hình hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Các loại hình kinh doanh khác chiếm tỷ lệ thấp, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải, dịch vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh, chỉ ra một số tồn tại về phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, như những kết quả đạt được chưa đạt yêu cầu về chủ trương phát triển kinh tế tập thể và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ cho kinh tế tập thể còn nhiều bất cập, hạn chế. Quy mô, hiệu quả của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gợi mở một số giải pháp trọng tâm, trong đó là tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, hoàn thành việc chuyển đổi, đăng ký lại, hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Tiếp tục coi trọng việc thành lập mới các hợp tác xã, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên từng lĩnh vực. Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai. Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, ủng hộ quỹ vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Đặc biệt, công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm. Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát, phối hợp tham gia 19 cuộc. Mặt trận Tổ quốc các xã, phường tổ chức 56 buổi kiểm tra, giám sát tại cơ sở, phát hiện, đề nghị giải quyết 35 vụ việc. Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đạt được, đặc biệt là trong đánh giá gia đình văn hóa, phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác phản biện, vận động quỹ vì người nghèo, công tác chỉ đạo phối hợp, tuyên truyền trên địa bàn thành phố. Đoàn mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm: công tác chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cơ sở, cuộc vận động đại đoàn kết, nâng cao việc giám sát phản biện xã hội. Đoàn cũng sẽ tiếp thu những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc thành phố để tổng hợp báo cáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới. Muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì cần có liên kết. Về liên kết giữa các hộ dân với nhau, giữa hộ dân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm tạo ra nguồn nông sản an toàn, số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nội dung này đã được ngành nông nghiệp Lào Cai đưa ra bàn bạc, tìm giải pháp tại diễn đàn khuyến nông A Còng với chủ đề đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm. Ngay tại sảnh của diễn đàn khuyến nông A Còng, hàng chục nông sản tiêu biểu của nông dân Lào Cai được trưng bày. Như những cây rau su su và dược liệu này đã được các gia đình người dân tộc Mông ở thôn Giang Cha, xã Sa Pa sản xuất ra thay cho những ruộng lúa trước kia. Liên kết với doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp, nông dân Giang Cha đã có tiền để mua thóc, cho con đi học và xây dựng cuộc sống đầy đủ hơn. Đang đang làm dọc do bắp cải thì atiso thì mình đang đủ ăn hơn, mà đang mua thóc xong là mình phải đang có tiền đi tiêu mua thức ăn. Tại diễn đàn, 130 đại biểu đại diện cho gần 100.000 nông dân toàn tỉnh đã được chia sẻ, giới thiệu về các chuỗi nông sản tiêu biểu của tỉnh. Những chuỗi nông sản này đang tạo ra hàng nghìn việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nông dân. Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, các chuyên gia và các cơ quan quản lý cùng gặp gỡ, chia sẻ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cái năm vừa rồi là tôi mạnh dạn đăng ký trồng với cây đông quy thì tôi so với lại cây đông quy với lại cây ngô thì cây đông quy sẽ mang lợi ích rất nhiều cho gia đình. Năm 2018 này bản thân tôi mở rộng diện tích ra để vận động mấy cái hộ mà có đất ở cạnh khu vực diện tích của tôi thì cũng có thể nói là đã vận động 3 hộ đi trồng theo. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo mối liên kết bền chặt giữa nông dân với doanh nghiệp được xem là mấu chốt trong phát triển nông nghiệp Lào Cai. Doanh nghiệp có vốn, khoa học kỹ thuật, nông dân có đất, có nguồn lao động dồi dào. Trên thực tế, nông nghiệp Lào Cai mới có liên kết dọc, nghĩa là mới chỉ có doanh nghiệp và nông dân liên kết với nhau. Vì thế mà cần xây dựng nhiều dạng liên kết như nông dân với tổ nhóm, doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm xây dựng liên kết sản xuất nông nghiệp thực sự bền vững. Người nông dân hiện nay thì rất cần cái sản phẩm tiêu thụ cho mình. Thế nhưng mà cái tiêu thụ như thế nào và ai là người tiêu thụ thì họ đang rất là loay hoay. Chính vì vậy họ cũng thấy rằng cái phần chia sẻ trách nhiệm của họ đối với doanh nghiệp cũng như là trách nhiệm chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp với họ là có thể là chưa được đảm bảo. Vì vậy thông qua diễn đàn này chúng tôi muốn tạo nên một cái tiếng nói chung để cho giữa các bên, giữa các nhà sản xuất và trách nhiệm của các nhà quản lý thấy được việc đó để chúng ta cùng nhau thấu gỡ. Lào Cai hiện có 39 chuỗi nông sản với gần 200 dòng sản phẩm được xác nhận. Tới đây tỉnh sẽ tập trung cho việc thúc đẩy thương mại điện tử, hình thành hệ thống số hóa các tiêu chuẩn về sản phẩm, giúp người tiêu dùng đánh giá, nhận diện sản phẩm an toàn nhanh nhất. Để làm được điều này thì cần phải xây dựng mối liên kết bền chặt giữa người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước. Cùng với các gian hàng của Việt Nam thì 132 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của tỉnh Lào Cai cũng là điểm nhấn của Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung Việt. Các gian hàng này đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Các gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Trung Việt năm 2018 của tỉnh Lào Cai được các địa phương đơn vị tập trung trang trí khá cầu kỳ và bắt mắt bằng chính những sản vật gắn với tên tuổi của các địa phương, doanh nghiệp như tương ớt, quýt, gạo sánh cù, rượu xoăn lùng, bia Hà Nhì, của Hoàng Xìn Cô, quế, rau củ quả sạch. Sự độc đáo riêng mang đậm bản sắc địa phương đã tạo nên những sắc thái riêng và sự hấp dẫn cho các gian hàng của tỉnh Lào Cai tham gia hội chợ.
đồng thời để lại nhiều ấn tượng với nhân dân và du khách đến tham quan mua sắm. Tôi thấy ấn tượng với gian hàng trưng bày sản phẩm của Lào Cai bởi mỗi địa phương của các bạn giới thiệu một sản phẩm đặc trưng rất độc đáo và thiết thực. Tôi nghĩ rằng những sản phẩm này hoàn toàn có thể xuất khẩu bởi nhìn chúng rất tươi ngon. Với những nét độc đáo riêng của mình, các gian hàng tại hội chợ đã góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và sự phát triển của từng địa phương của Lào Cai, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm với nhân dân và du khách thập phương. Đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư xúc tiến liên kết hợp tác mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện Simacai đã tích cực đôn đốc các xã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo thẩm định, đánh giá của các ngành chức năng, hết tháng 11 năm 2018, Simacai đã hoàn thành được 172 tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm 2018. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân trên một xã là 13,2 tiêu chí. Cũng trong tháng 11 của năm nay, người dân các địa phương trên địa bàn huyện đã đổ được trên 35 km, mở mới gần 10 km, giải cấp phối được gần 27 km đường giao thông nông thôn. Hơn 5.000 hộ gia đình đã có nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm trên 71,8%. Đặc biệt, theo kế hoạch, năm 2018, huyện Simacai phấn đấu có thêm 2 xã là Bản Mế và Cán Cấu đăng ký về đích nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã Bản Mế đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Có 3 tiêu chí đã được các sở thẩm định, đánh giá và đang chờ văn bản công nhận, còn 2 tiêu chí đang kiểm tra phúc tra. Xã Cán Cấu đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí, có 4 tiêu chí đã được các sở thẩm định, đánh giá và đang chờ văn bản công nhận, còn 1 tiêu chí đang kiểm tra phúc tra. Năm 2019, huyện Simacai tiếp tục phấn đấu có thêm một xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là xã Nàn Sán. Trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai vừa tổ chức ngày hội Open Day Festival. Ngày hội có sự tham gia của cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong nhà trường và trường Kết Nghĩa là Tiểu học Bản Cái, huyện Bắc Hà. Tại ngày hội, các em học sinh đã được giao lưu cùng Robot Nano tìm hiểu về sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học 4.0, thực hiện đấu giá các sản phẩm sáng tạo xuất sắc của các em học sinh trong nhà trường tạo ra như máy quét mạng nhện, máy bán hàng tự động, bình cây cảnh để gây quỹ ủng hộ chương trình Khơi Nguồn Sáng Tạo và Vì Bạn Xứng Đáng. Cùng với đó, tại ngày hội, các em học sinh được tham gia hoạt động góc làm các sản phẩm sáng tạo khoa học và các hoạt động văn hóa tập thể. Ngày hội đã tạo ra động lực mới để thúc đẩy các em học sinh tiếp tục say mê nghiên cứu, vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống. Ngày hội cũng góp phần giáo dục cho các em học sinh lòng nhân ái, sự quan tâm, sẻ chia với các bạn kém may mắn hơn, giúp các em phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ và tự tin trong học tập, cuộc sống. Trong loạt phóng sự về chủ trương đưa học sinh cuối cấp từ điểm trường lẻ ra trường chính học tập, chúng tôi đã đề cập đến những vướng mắc trong thực tế triển khai ở một số vùng đặc thù. Và ở nhiều địa phương của tỉnh, các nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết những khó khăn này. Đã có những nơi làm được, thậm chí làm tốt, trên cơ sở phát huy dân chủ, khơi dậy sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng. Phóng sự được thực hiện tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Khu nhà ăn dành cho các em học sinh bán trú này là của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Cam Còn, huyện Bảo Yên. Nó được sửa sang lại từ gian nhà cũ do người dân hiến tặng, đủ đảm bảo cho sinh hoạt của số học sinh từ các điểm trường lẻ chuyển về. Năm học 2018-2019, mặc dù sáp nhập hai trường tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện đưa học sinh từ các điểm lẻ về trường chính, nhưng khu nhà ăn, khu bán trú được sửa sang, mở rộng, nên đã tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho các em học sinh. Học sinh tiểu học chưa về đây thì chỗ ở của bọn em ở nằm bên kia, nó chật hẹp mà còn không có khoảng rộng để vui chơi. Nhưng từ khi học sinh tiểu học về đây, nhà trường đã đầu tư để xây trường, xây nhà ở và phòng ăn các loại nó được tốt hơn. Khi mà về học sinh tiểu học về đây thì đông nhưng mà vẫn vui và tiện. Cũng nhờ vận động được người dân, các cá nhân, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đồng thuận ủng hộ mà nhà trường đã mở rộng được thêm hàng nghìn mét vuông đất cho khu bán trú, kiến thiết được vườn rau, ao cá, chuồng trại gọn gàng để thầy trò tăng gia cải thiện bữa ăn. Áp lực về cơ sở vật chất khi số học sinh tăng lên được xóa bỏ, nhà trường đã sẵn sàng đón thêm 150 học sinh cuối cấp chuyển về trường chính trong năm học tới. Trong 2 năm học trở lại đây thì với công tác tham mưu của nhà trường thì nhà trường đã mở rộng được
khoảng 4.500 m2 đất để xây dựng nhà công vụ, nhà bán trú và xây dựng vườn cũng như là hệ thống chuồng trại cho việc chăn nuôi của các em. Thế và đã vận động được một số cái doanh nghiệp ủng hộ về cái tiền và cũng như là ngày công để san lấp mặt bằng, tạo được cái mặt bằng như cảnh quan của nhà trường như bây giờ. Thời gian qua, trong điều kiện mạng lưới trường lớp học đang được quy hoạch lại, các nhà trường ở huyện Bảo Yên đã phối hợp tốt với chính quyền các địa phương để kêu gọi người dân xã hội hóa, hiến đất cải tạo cơ sở vật chất trường lớp. Một số trường làm tốt công tác này như trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Cọn, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Kim Sơn, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tân Tiến khi đã mở rộng được hàng nghìn mét vuông đất để sửa sang khu bán trú, kết hợp với việc xây dựng và mở rộng các mô hình trường học gắn với thực tiễn. Chúng tôi cũng tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch rất là cụ thể để chỉ đạo các cái xã, thị trấn tiến hành cái việc mà quy hoạch lại các trường học để đảm bảo là thực hiện cái việc sáp nhập nó phù hợp với thực tế của địa phương. Huyện Bảo Yên đã sáp nhập được 8 trường thành 4 trường liên cấp và tập trung đưa được khoảng 70% học sinh cuối cấp từ điểm trường lẻ vào trường chính để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ trương này cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Bảo Yên sẽ cố gắng đưa toàn bộ học sinh cuối cấp về điểm trường chính trên cơ sở đảm bảo được nơi ăn chốn ở, điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em học sinh. Cách làm của Bảo Yên được xem là mô hình tiêu biểu để các địa phương khác trong tỉnh có thể tham khảo, học tập nhằm thực hiện hiệu quả đề án, rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp học trong thời gian tới. Hòa chung trong không khí hân hoan chiến thắng tại trận bán kết lượt về của đội tuyển bóng đá nam quốc gia trong cả nước, ngay sau khi trận đấu kết thúc, người dân thành phố Lào Cai cũng đã đổ ra đường tổ chức ăn mừng chiến thắng. Tại khu vực quảng trường thành phố Lào Cai, rất đông người và phương tiện đổ về khu vực này mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Với người hâm mộ bóng đá Lào Cai thì giờ hơn hết là cảm xúc hân hoan khó tả, tự hào sau khi đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Đối với em thì lúc nào niềm vui đấy lúc nào cũng thường trực ở trong trái tim mỗi người. Nhưng mà mỗi khi mà mọi người sục sôi như thế này thì cái niềm tin đấy nó lại càng được thắp lên ạ. Tuy dòng người đổ về khu vực trung tâm khá đông, nhưng nhìn chung các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cơ bản đều chấp hành tốt các quy định luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Công an phường đã rất là tích cực vào những cái việc như là bằng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo cho bà con là vừa cổ động một cách là nhiệt tình, rất là mừng với niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhưng mà cũng phải rất an toàn. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng trên những con phố của Lào Cai vẫn tấp nập người và phương tiện qua lại trên các tuyến phố. Trận chung kết lượt đi AFF Cup sẽ diễn ra tại Malaysia vào 19:45 ngày 11 tháng 12. Và trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 12 tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.